Có để hết trà. Đưa đây. Cái gì? Chờ chẽn loạn người sầm vô duyên thế chứ. Này. Cái gì đấy? Ông làm cái gì đấy? Làm cái gì? Ông Hải, cái đèn nó trang trí đa đẹp thế này mà sao ông nhảy được ra một viên là thế nào? Nhảy đâu? Tự nó rơi ra đây chứ. Cấm ăn cắp vặt đấy nhá. Ai cấm ăn cắp vặt? Đưa trả tôi cái chén bạc đây. Chén bạc nào? Đừng có mà vớ vẩn. Hai. Tôi kiểm tra nhá, cái bộ ấm chén bạc của tôi còn thiếu một chén, đưa giả đây. Đừng có mà vớ vẩn lưu tiêu. Chén nào? Đứng lại đây. Đứng lại tôi kiểm tra túi quần. Kiểm tra túi quần. Đây, kiểm tra đi. Làm gì có cái gì? Làm gì có cái gì? Tôi phải xem đã. Đây, này, này. Khoan. Lịch sự chút. Ô, chào bà. Em chào anh Vinh ạ. Cậu đến đây làm gì sớm thế? Dạ, hôm qua chỉ bảo em đến đây bàn về cái việc startup của em thôi. Đi vào ăn sáng con. Dạ vâng ạ. Cậu cứ ra ngoài đợi tôi một lát. Vâng. Bà ơi, con cảm ơn bà nhá. Bún bà nấu ngon quá bà. Ăn thấm đẫm lắm. Anh Vinh à, em chờ anh ngoài kia nhá. Ờ. Con lại định làm ăn gì với cậu Tiến nhỉ? Cậu ấy không có một chút uy tín nào. Cẩn thận không lại mất tiền oan đấy. Mẹ cứ yên tâm. Đêm qua mẹ không sao ngủ được. Thôi mẹ, đừng chấp với cái Nhi. Con tin là ngày hôm qua nó nói năng như thế nào, hành động ra làm sao nó cũng không biết đâu. Sao mẹ lại không nghĩ ngợi được nhỉ? Bố con mất sớm, một mình mẹ gồng gánh mấy chục năm nuôi nấng. Họ hàng không một điều ra tiếng vào nào. Thế mà ngày thượng thọ của mẹ, bố thì quát con, cháu thì trừng mắt với bà, gia chủ thì thất kính với khách, cứ láo loạn cả lên. Cháu nó sống ở ngoài tự do quen rồi, mẹ cứ để đấy, con sẽ dạy bảo cháu dần dần. Chưa kể những việc nó làm với cái Thu đấy. Mẹ áy náy với cô Thu quá. Hoàn ơi, xong buôn riêu chưa? Ba ra đây, nhanh. Vâng, sắp xong rồi ạ. Mà cái Nhi nó cũng sắp đi lấy chồng rồi. Không hiểu là có nấu nổi nồi bún riêu để mời nhà chồng không. Chả biết gì cả, chỉ biết phá phách thôi. Mẹ, Tuệ mất từ khi Nhi nó mới có 10 tuổi. Từ bấy đến nay nó sống thiếu vắng tình cảm của mẹ nó. Con tin là nó không thể hoàn thiện như các bạn cùng trang lứa được mẹ. Bố con cũng mất từ lúc con 5 tuổi. Thế mà mẹ cũng nuôi nấng dạy dỗ con thành người. Có thua chúng kém bạn gì đâu. Nay nó hư như thế là do con đấy. Con nuông chiều nó quá. Mỗi khi mắng nó là nó cứ lấy cái chuyện mẹ nó mất sớm để đòi hỏi mọi người. Đáng lẽ thì phải biết thương bà, thương bố, phải cố gắng. Đằng này, sau này về làm dâu nhà người ta thì bôi do chát chấu vào mặt nhà mình đấy. Đây, bún riêu tắp mỡ nóng hổi. Bán đi bà. Ê, Nhi, ở lại ăn bún riêu đi. Bà nấu đấy, ngon tuyệt. Cháu không ăn đâu ạ, cả nhà ăn đi, cháu xin phép. Đứng lại. Cái gì nữa đây? Con lẩm bẩm cái gì đấy? Dạ, con có nói gì đâu ạ. Ngày hôm qua con có nhớ con đã làm gì không? Không gì. Hôm qua con uống nhiều quá cho nên chả nhớ gì cả. Có chuyện gì ạ bố? Đúng rồi, con say khướt ở trong quán bar. Bố càng ngày càng không hiểu con như thế nào nữa. Chết. Chắc là do rượu rồi. Lần sau con hứa là sẽ uống ít hơn ạ. Con xin phép bố. Bố chưa nói xong. Ngày hôm qua con gây chuyện trong lễ thượng thọ của bà. Việc này không thể cho qua được. Con vào xin lỗi bà đi.
nhanh. Cháu xin lỗi bà vì đã phá hỏng buổi thượng thọ của bà. Nhi, hôm qua cháu ăn nói hỗn láo với bà, với bố, nhất là những việc cháu làm với cô Thu. Đấy là lúc nhất thời nóng giận nên cháu đã cư xử trẻ con. Nay biết nhận lỗi như thế là được. Bà sai rồi ạ. Cháu đã sai khi phá hỏng buổi thượng thọ của bà. Nhưng còn đối với cô Thu thì chả có gì gọi là nhất thời nóng giận ở đây cả. Nếu được quay ngược thời gian, cháu vẫn sẽ làm như thế. Cháu xin phép mọi người ạ. Nhi, Nhi, đứng lại đó. Nhi, Nhi, anh đừng nóng, anh đừng nóng. Để em đuổi theo nó. Con này chỉ nghe em thôi. Anh ơi, như cái vụ tắt hóc của em thế nào? Thôi được rồi, cậu đuổi theo nó, nói chuyện với nó đi. Vâng, anh yên tâm. Anh nhớ thằng em vợ khổ rồi, tôi nhớ rồi nha. Nhớ rồi, cậu đi anh, đi. Tắt hóc nha. Rồi. Nhi, đúng là vớ vẩn lưu tiểu. Cậu bảo ai? À không, cậu không bảo cháu. Cậu bảo cái nhà kia kìa, quá vớ vẩn lưu tiểu. Bố có bồ, con nó uống rượu một tí thì về cả nhà xấu xé vào mắng nó, chả vớ vẩn lưu tiểu à. Thôi, cậu đừng nói nữa, cháu đang muốn yên tĩnh. Ừ thì cậu thương cháu, đấy là bố cháu chưa đi lấy vợ mà cháu chưa đi lấy chồng, nhà đấy còn đối xử với cháu như thế đấy. Nếu mà bố cháu có vợ mà cháu đi lấy chồng thì nhà đấy còn đối xử với cháu như thế nào nữa, đúng không? Đã bảo là cậu đừng nói nữa mà. Ừ thì thôi, không nói nữa, được chưa? À nhưng mà chuyện hôm qua là như nào? Bố cháu có bồ thật à? Thảo nào, mấy hôm nay cậu sang cậu bàn việc làm ăn với bố mày toàn tránh mặt cậu thôi. Coi thường cậu lắm, mà hời hợt với cậu lắm. Cháu đây còn chẳng được yêu quý, cậu là cái gì? Nhưng mà nghĩ nó cay. Cái nhà đấy quá vớ vẩn liều tiểu. Chị mình đi lấy chồng, hết lòng vì nhà chồng, vì muốn có con trai, cho nên phải hy sinh thân mình đến như thế. Đáng lẽ cái nhà đấy là phải khắc cốt ghi tâm. Đằng này người ta không khắc cốt ghi tâm thì mình khắc vào tâm người ta để người ta phải nhớ. Ô, con này khá quá này. Mày chỉ được cái hiếu thảo thôi. Cậu bảo này, mai kia cậu không đi lấy vợ, chẳng may cậu có mệnh hệ gì thì mày cũng đối xử với cậu hiếu thảo như thế nhá. Chứ không ấy, chị tao giận mày lắm đấy. Ôi giời ơi, chị ơi, thương chị quá cơ. Chị sắp bị thay thế rồi. Có lẽ phải sang bên nhà bên kia xin cái bát hương về thắp hương riêng cho chị thôi. Này, cậu đừng có mạng nói hồ đồ. Mẹ cháu sẽ không bao giờ bị thay thế đâu. Ý cậu nói là mình bị mất người thân đã đau xót lắm rồi, thì không bao giờ để mất thêm tiền bạc nữa. Đang vào cái mạch tiền thì bỏ đi còn vớ vẩn liều tiểu. Tôi biết là chị không mong tôi tới đây đâu, nhưng biết sao được, họa tìm đến nhà, nhưng mà họa cũng từ chị mà ra đấy. Chị và bố tôi bắt đầu từ khi nào vậy? Những lúc chị bên bố tôi, có bao giờ chị nghĩ đến mẹ tôi chưa? Người giáo viên chủ nhiệm năm xưa của chị đấy. Nhi à,
Chị biết với em chuyện này không dễ dàng gì cả. Chuyện này không phải là không dễ dàng, mà là điều không thể. Tôi không cho phép. Nhi ơi, em bình tĩnh đi. Chị... đừng có tỏ ra mình là người biết suy nghĩ nữa. Chị nghĩ là chị có thể thay thế được mẹ tôi à? Hay là chị muốn lấy người chồng của mẹ, ngôi nhà của mẹ? Chị không muốn lấy gì cả. Dù chị có muốn, chị cũng không bao giờ lấy được gì từ nhà tôi đâu. Đừng bao giờ nghĩ mình có thể thay thế được một người phụ nữ khác. Đừng gọi mẹ tôi là thầy nữa. Chị không xứng đáng